Kính thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn ông Dược Sĩ Khiêm vừa gửi cho một bản tin hay lắm, nói về vấn đề cảnh sát. Quý vị biết là trong mấy tháng nay ở bên Minneapolis, rồi New York, rồi LA, rồi Portland, Oregon, rồi Seattle, Washington đều có một cái chương trình của Đảng Dân Chủ là tiêu diệt cảnh sát. Nếu mà dùng cái chữ tiêu diệt luôn thì nó có vẻ hơi mạnh mẽ, nhưng mà đi từng bước. Bước một họ là defund policemen, tức là họ cúp tiền. Funding là cung cấp tiền, mà defunding là cúp tiền. Họ cắt ngân sách của cảnh sát. Los Angeles, tên thị trưởng dân chủ Gary Gioretti ra lệnh cắt 150 triệu đô la trong cái ngân sách tài khoá này của cảnh sát. Cảnh sát New York bị tên thị trưởng dân chủ De Blasio cắt 1 tỷ 100 triệu đô la trong tài khoá tới. Minneapolis, tất cả hội đồng thành phố đóng cửa cảnh sát để thay vào đó là những cái cơ quan dân quân tự vệ. Nó dùng đường lối cộng sản mà. Nhưng mà khi mà xảy ra chuyện gì thì chúng ta lại ra làng, chúng ta đòi phải kiếm cảnh sát, chúng ta lại quay 911. Quý vị thấy không? Mấy cái dân chủ nó cà chớn. Cho nên nhất là mấy cái thằng trẻ nó cà chớn. Y như là mấy cái thằng trẻ ở Việt Nam hồi trước, nhớ Huỳnh Tấn Mẫm rồi Lê Hữu Bôi, ba thứ quỷ quái Đoàn Văn Toại, mấy cái thằng mất dạy. Nó là mất miền Nam, nó theo cộng sản, nó nghe là cộng sản dụ dỗ nó. Nó nghe những cái bản nhạc cà chớn của Trịnh Công Sơn. Quý vị còn nhớ ông Trịnh Công Sơn chứ? Nó làm bản nhạc, những cái bản nhạc gọi là phản chiến, để nó chê miền Nam, chê khói lửa, nhưng nó ca tụng cộng sản. Rồi đến ngày 30 tháng 4 nó vào tự động, nó lên nó làm giám đốc đài phát thanh, rồi nó hát bản nhạc gì nối vòng tay lớn. Giờ này nó nối vòng tay lớn cả lũ xuống hố. Thế thì cái bản tin mà ông Dược Sĩ Khiêm muốn cho tôi biết, sở cảnh sát của Minneapolis cho đến bây giờ có 150 cảnh sát, họ không làm việc nữa. Họ xin cái gì? Họ xin tiền bất lực. Bởi vì họ bỏ bị trói tay không làm việc được. Cái tụi Black Lives Matter cũng như là Antifa, nó đi biểu tình, rồi nó đập, rồi nó cướp của. Ngay cả những cái tiệm nail, mấy con da đen Black Lives Matter nó vào nó làm, nó không trả tiền, rồi nó còn đánh mấy con bé làm nail Việt Nam. Đó. Thế mà vẫn có những cái tên cà chớn, mũi tẹt, da vàng đi theo Black Lives Matter và Antifa. Có mấy cái thằng dở hơi kêu là dân biểu hay biết gì ở bên Texas cũng đứng lên hoan hô chúng nó. Toàn lũ súc sanh hết, chúng nó không phải là người. Rồi Gary Newsom nó ra lệnh cho người ta đóng cửa, nhưng mà đi biểu tình thì nó lại không sao. Nó bảo người ta đi biểu tình là người ta cần đòi sự sống, cho nên không có cấm. Cứ việc tự biểu tình 10.000 người cũng không sao. Đeo khẩu trang cũng được, không đeo khẩu trang cũng không sao. Quý vị coi thấy ở bên Portland, Oregon, đến bây giờ đã là đêm thứ 62 rồi. Đêm nào nó cũng biểu tình. Nó ăn xong rồi nó ra, nó biểu tình, nó hò, nó hét, nó đi cúc của, nó cái đeo mặt nạ nó vào. Đánh nhau với cả cảnh sát. Cuối cùng nó bị bắt. Nhưng mà nó bắt xong rồi thì nó lại được thả, là vì thị trưởng là dân chủ, thống đốc là dân chủ, chủ trương không có eo, bắt lấy tên lấy tuổi rồi thả. Bởi vậy cho nên là nó phá, nó đốt, nó đòi đốt luôn cả tòa án liên bang. Tổng thống Donald Trump mà không được, mấy thằng cà chớn này phải chặn. Ông ấy cho FBI, ông ấy cho nhân viên an ninh chìm về Portland, Oregon, về ngay cái building của chính phủ liên bang, về tòa án.
chúng nó bị dội ra chạy như vịt, rồi chúng nó cũng vẫn chứng nào tật ấy, bị cái thằng thị trưởng, bị mấy cái mụ già thị trưởng bênh theo đường lối của chúng nó. Mà quý vị thấy tại sao nó lại đi theo thị trưởng làm vậy? Chỉ có những tiểu bang và thành phố dân chủ, những tiểu bang mà thành phố Cộng Hòa không có. Đấy quý vị thấy Texas đâu? Ngày hôm kia một Attorney General, tức là tổng trưởng lý của tiểu bang New York, tên mụ là Elite Leticia, mụ kiện cái tổ chức gọi là NRA, National Rifle Association. Cái tổ chức này có từ những thập niên vào những năm 1886, tổ chức ở New York, cho nên cái bản doanh headquarter nó đặt ở New York. Bởi vậy cái mụ Attorney General, tổng trưởng lý của tiểu bang, mới lấy cớ đó mà kiện cơ quan này là cung cấp quá nhiều súng tự do cho nên người ta mới bắn nhau. Thị trưởng của Chicago là mụ Lightfoot cũng nói rằng sở dĩ mà Chicago tuần nào cũng bắn nhau chết hàng chục người, có lúc chết vài chục người, là vì nhiều súng quá. Rồi New York cũng nói vậy, rồi ở bên Seattle cũng nói vậy. Nhưng mà khi mà ký giả hỏi thế tại sao các cái tiểu bang và thành phố của Cộng Hòa thì không có cập đó, cho nên rằng là chúng ta thấy theo như cái bản tin của Dược sĩ Khiêm cho tôi biết rằng là theo hiến pháp, police thuộc về city, thuộc về tiểu bang, chứ không thuộc về liên bang. Bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia địa phương phân quyền, mỗi một địa phương ông thống đốc có quyền quyết định việc ở trong tiểu bang, mỗi một địa phương ông thị trưởng, bà thị trưởng có quyền quyết định việc ở trong thành phố, trong thị xã. Cho nên ở trong tiểu bang mà muốn có cái chuyện nổi loạn, mà muốn cần liên bang giúp đỡ, thì ông thống đốc phải yêu cầu tổng thống gửi quân đến. Đằng này chúng nó cứ yên để cho họ đi cướp của, nhưng mà đến lúc mà nói vấn đề tốn tiền tốn bạc thì nó lại xin ông Donald Trump. Andrew Cuomo cũng xin tổng thống giúp đỡ $500 triệu, ông ấy là Gary Newsom cũng xin tổng thống giúp đỡ vào khoảng độ 300 triệu, tổng thống cũng là ông chỉ nói một câu: các anh không làm việc được thì các anh phải bảo tôi để tôi giúp. Còn bây giờ các anh làm việc bất lực mà lại bắt tôi bỏ tiền cho các anh thì cái chuyện nó không bao giờ có. Cuối cùng chúng nó vỡ mặt, bởi vì không ngờ Donald Trump cứng như vậy. Rồi bản tin thì còn lấy rõ nữa là từ cái ngày mà thằng George Floyd chết đến bây giờ, cả nước Mỹ này đã bị Cộng sản giật dây. Bởi vì những cái tên mà gọi là lãnh tụ của Antifa với của Black Lives Matter công khai nói rằng tôi là những cái tên mà làm loạn này, được Cộng sản huấn luyện, nó gọi là Marxist training. Cho nên chúng làm việc theo đúng đường lối Cộng sản, cướp của, giết người, hiếp dâm và tàn phá lịch sử của nước Mỹ, y như Cộng sản tàn phá lịch sử 4.000 năm, 5.000 năm của nước Tàu, mà Trạch Đông mới ra lệnh. Nó gọi là cách mạng văn hóa, thật ra là cách mạng ăn cướp. Rồi chúng ta lại có 150 ông sĩ quan và 200 ông sĩ quan ở Minneapolis về hưu, không làm việc nữa. Rồi đến giờ này họ bị cắt ngân khoản quá nhiều, nhưng nhà của thị trưởng, nhà của dân biểu, nhà của nghị viên bị chúng tôi đánh phá thì họ lại kêu cảnh sát tới giúp. Cho nên cái việc này chúng ta thấy càng ngày càng thấy rõ ràng dân chúng Mỹ đã chán nản. Bằng chứng mấy ngày nay đã xảy ra 4-5 vụ. Một bà tóc vàng da trắng
chặn đứng những cái bọn Black Lives Matter điên cướp. Chúng bực mình lấy sơn đổ lên người bà ấy. Bà vẫn không sợ, bà vẫn đứng mà chửi chúng nó. Rồi một bà nữa phải chống gậy, bà ấy bị stroke. Bà ấy tới trận đứng bà ấy chửi những cái thằng Black Lives Matter. Thì chúng nó tới để gây sự, rồi đánh nhau với bà. Thì đây là một cái chuyện mọi người đều thấy rằng cái tội này bây giờ nó không còn là tính người nữa. Bởi vậy cho nên trong cái đài Fox News, người ta nói rằng là hiện nay dân chúng họ đã bất mãn đến tột độ. Nếu thị trưởng và ông thống đốc của các tiểu bang không giải quyết, dân chúng họ sẽ đứng ra và họ sẽ giải quyết cái vụ những cái tay ăn cướp da đen, da trắng, da vàng, vân vân. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa, đó là liên quan đến vấn đề Black Lives Matter, Antifa công khai đòi thiết lập xã hội chủ nghĩa ở Hoa Kỳ. Đến giờ này, rất nhiều nhóm đi biểu tình và đi cướp của, nó mang theo lá cờ đỏ búa liềm. Đấy, quý vị thấy chưa? Cho nên đây chính là một cái hay nhất mà ông Donald Trump ông có được, để ông ấy thanh lọc những hàng ngũ cộng sản ra khỏi nước Mỹ. Vì thế bạn khán giả của tôi ở trên vùng Hollywood, họ gọi cho biết rằng rất nhiều binh lính tàu bây giờ về nước, Mỹ đuổi chúng về nước, binh lính cao hàng chục tầng bỏ hoang. Đó là một cái điều cho thấy rằng kinh tế của Mỹ càng ngày càng phát triển. Chúng ta sẽ tiếp tục ở phần 3. Xin cảm ơn quý vị.